Cường Vĩnh Long gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình làm video mua bán mai ngày năm, mình đến vườn mai của ông chú đó, thì cần bán 4 gốc mai quái thú nha, trên 30 mấy năm tuổi nha anh em, và hai cây một cốt hoành cũng rất là to nha anh em. Thì cái hoành cũng từ 3 tấc mấy đến 4 tấc mấy nha anh em, giá cũng chung là chú báo giá luôn nha anh em, đó báo giá luôn nha. Đó, hai cái cây một cốt rất giá rất là yêu thương nha. 4 tấc mấy hết trơn. Rất là gốc đế rất là đẹp nha. Rồi mình sẽ quay sơ lược đo báo giá cho các anh em xem nha. Đây cũng cây quái thú nữa nha anh em. Thì vừa mai được rất là nhiều cây nha. Anh em nào muốn xem mai thực tế chọn cái nào mua cái đó nha. Rất là nhiều mai, mình quay một số cây thôi, quay khoảng 6 cây thôi nha anh em. Mai vừa còn rất là nhiều. Có cái đó, cặp này đi, cầu quái thú à. Cầu quái thú trước đi. Nó luôn vậy. Rồi rồi. Đó, cái này là quái thú nha bà con. Đó. Đó cái quành nha. Quành á. Quay lại, bác quay lại đi. À. Rồi 43, hoành 43 nha anh em. Quái thú có đuôi đàng hoàng nha, rất đẹp nha. Rồi, được rồi bác. Ra đây. Rồi bà. Rồi giá luôn. Rồi, bác nói đi, bác nói giá luôn. Rồi 100 triệu nha, trên ba mấy năm nha. Mai cũ mà. Rồi tới gốc thứ hai nha. Đây nè, con quái. Con quái luôn nha. Bung sát rồi. Bung 2. Bung 2. À 42. Quái nha. Quái luôn, 42 cũng trên 30 năm tuổi nha anh em. Cặp này. Rồi cây này báo giá luôn bao nhiêu bác? Cái này là 30. À 30 triệu nha. Tàn thì 1 mét rưỡi, cao thì khoảng tàn 2 mét, cao 1 mét rưỡi nha anh em. À, rất là đẹp nha, một cặp trên chậu này nha. 130 triệu. Đó. Còn tới tiếp theo báo giá cây một cốt nha, cao 4,5 m đã hoành ra các em cùng xem nha. Đế này rất đẹp nha, rất tròn nha. Rồi 47 nha anh em, 47. Rồi bác kêu ra cái này như bác 30 triệu, 4,7 m, 4,7 m, cao 4,5 m nha anh em. À, quá cao này, tàn không luôn, rất đẹp. Rồi cây này một cốt một thân đây. Cây này ghế đế nha anh em. Rồi này 48. Rồi hoành 48. Giá 10 triệu. Rồi cây này bốn hoành 48 10 triệu nha anh em. Rất là đẹp. Tàn nha không. Đó. Cây này cao 2,5 m nha, 8,5 m. 10 triệu nha anh em. À, rất là đẹp. Rồi cao 3 m, tàn 2,5 m. Cây quái nha anh em. Rồi gốc ghiền luôn nha anh em. Mai này từ giá thì hai mấy 30 năm trở lên nha anh em. À 40 à. Hoành 40 nha. Này cây quái nha. Rồi giá luôn, báo giá luôn đi bác ơi. Đây cái này 25. 25 triệu nha anh em. Đó, anh em nào xem mai thực tế thì rất là nhiều mai nha. Đó. Đó, vậy cái đế này cho lại các anh em nghe không? 25 triệu. Hoành 40. Quái nha anh em. Thằng này. À. Rồi rồi. Cây này cũng quái thú nha anh em. Đó, rất là tròn đẹp, em quay bộ đế cho anh em xem. Đó. Quái thú nha anh em. Tròn rất là đẹp nha. Có hình hết trơn nha. Hình này con kỳ đà, kỳ lăng gì đó. Đó. 30 mấy 35 quành. Bắt đo cái quành giùm con ơi, cái đó có trắng 3 nè. Chưa đo cái quành giùm con ơi. 35 rồi đó.
hai mấy ba chục năm mà rất đẹp nha. Đó là cái này nè. Đó, 30 38 không anh? Rồi 38 nha, hoành 38 nha. Dạ. Quái thú gà chân đế này nghe anh em. Quay cho anh em cùng xem. Cái này giá 20. 20 triệu quái thú, 20 triệu. Hai mấy năm. Đó. Đó, quay chiều cao, cao 3,5 m nha anh em. Đó. Báo giá cho cái đây cùng xem luôn nha. Đó, chủ đo báo giá quái thú nha anh em. Đó, rất là đẹp. Mình quay sơ lược chi tiết lại cho các anh em cùng xem. Trời ơi. Thì đây cũng rất là nhiều gốc quái thú nha anh em. Anh em nào cần xem mai thực tế thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp mình nha. Đó, còn một số cây ngoài đó là rất là nhiều nha. Đó. Đó, rất là nhiều nha anh em. Quay sơ lược lại cho các anh em cùng xem. Cái cây ngoài đó là còn bán luôn nha anh em. Anh em nào xem mai thực tế thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp mình. Đó. Mai này 10 triệu nghe anh em. Có đo hoành rồi đó. Hình cái đế này, quay vòng cái đế cho các anh em xem một cốt. Đó. To nha. Rồi cây này là 20 nha anh em. À, có đo hoành báo giá cho em trước rồi đó nha. Rất là cao. Đây là con quái thú bên đây nha anh em. Đó, mình quay ngược bên đây vô nha. Chói nha. Đây, đây cái đẹp nè. Ba chục triệu nha anh em, cái quái thú cái này là 30 nha. Đó. Để cho các anh em ngồi xem. Rất là đẹp. Cận cảnh là con quái thú này đuôi này nha. Xa cho các anh em xem luôn. Rồi cây này trên mấy ngàn 40 năm trở lên nha anh em. Mai cụ nha. Quái thú 100 triệu. Rồi đem nào cần xem mai thực tế, mua mai liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp mình nha. Rồi, số điện thoại của mình là 0979 651 243. Rồi, anh em nào có cần có mai để bán, quay quảng cáo thì liên hệ số điện thoại của mình luôn. À, mình đang quay mai nha, khắp khu vực ở miền Tây. Rồi video mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong video sau nha.